Chào thầy và các bạn, hôm nay mình xin được trình bày về HMM. Để học HMM thì chúng ta sẽ học qua cái hình điện tâm đồ này. Mình xin được ôn lại, ở đây chúng ta có sóng B là sóng khử cực tâm nhĩ, cái đến là hồi cực nhĩ và khử cực H. Ở đây chúng ta có bộ sóng QRS. Tại đây thì mình sẽ nghe được một tiếng bùm do cái van nhĩ H đóng lại. Và trước cái tiếng bùm này chúng ta sẽ nghe được một cái tiếng hỏi truyền tâm hu do tâm nhĩ nó bóp, tương ứng với cái sóng A ở đây. Sau tiếng bùm này thì chúng ta có hai mũi tên này tương ứng với hở van ba lá và hở van hai lá. Nếu mà có hở van ba lá hoặc hở van hai lá xảy ra thì chúng ta sẽ nghe được tiếng hỏi hồi tâm thu. Còn nếu như xảy ra hẹp van ba lá hoặc hẹp van hai lá thì chúng ta sẽ nghe được một cái tiếng gì đó gọi là tiếng ruồng tâm trương, do máu chảy từ tâm nhĩ xuống tâm hất qua những cái chỗ hẹp, nó bò theo các cột dây chằng cho nên là máu chảy rất khó khăn. Rồi, ở đây chúng ta có tâm hất co để đẩy máu vào động mạch chủ. Ở đây chúng ta sẽ nghe được một tiếng tắc do cái van động mạch đóng lại. Trước cái tiếng tắc này mình có hai mũi tên này tương ứng với hẹp van động mạch chủ và hẹp van động mạch phổi. Nếu mà nó xảy ra thì chúng ta sẽ nghe được tiếng hỏi tâm hu. Sau tiếng tắc này chúng ta có hai mũi tên này tương ứng với hở van động mạch chủ và hở van động mạch phổi. Tương ứng nếu như mà có xảy ra thì chúng ta sẽ nghe được tiếng hỏi hồi tâm trường. Rồi, mình xin được tóm lại. Nếu như có hẹp van ba lá hoặc hẹp van hai lá thì nghe được tiếng ruồng tâm trường. Còn hở van động mạch chủ, hở van động mạch phổi thì mình nghe được tiếng hỏi tâm trường. Còn tiếng hỏi tâm hu thì do hở van ba lá hoặc hở van hai lá hoặc hẹp van động mạch chủ và hẹp van động mạch phổi.